Tối ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa ban hành quyết định về việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian tạm đóng cửa bắt đầu từ 18 giờ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Quyết định của Ủy ban Nhân dân TP HCM có ghi rõ nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này nhằm hạn chế sự tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18 giờ ngày 14 tháng 3. Ghi nhận thực tế, đa số các chủ cơ sở đều chấp thuận, yêu cầu nhân viên dọn dẹp bàn ghế, sẵn sàng đóng cửa.